ngày 23 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Nguyễn Văn Khước bị điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ án tập đoàn Phúc Sơn. Khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Khước là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và là Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Chu Quốc Hải, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, cơ quan điều tra đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam, thực hiện khám xét đối với ông Nguyễn Văn Khước và các bị can. Theo Bộ Công an, ông Khước, ông Hải và ông Nhiệm bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong quá trình công ty bất động sản Thăng Long thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty này. Kết quả điều tra đến nay xác định các ông Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải và Hoàng Văn Nhiệm đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, thông tin từ Bộ Công an cho hay. Cũng theo Bộ Công an, sau khi nhận tiền từ đại gia Hậu Pháo, ông Nguyễn Văn Khước cùng những người trên đã chỉ đạo bà Đinh Thị Thu Hương thông qua ông Cao Đại Nghĩa và ông Nguyễn Ngọc Huy để thực hiện một số hành vi tạo điều kiện cho công ty của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan điều tra xác định hành vi của những người trên gây thiệt hại tài sản nhà nước 200,9 tỷ đồng.